Chào mừng các bạn đến với laptop shutterstock.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một trong những mẫu laptop rất được nhiều người quan tâm. Chúng ta đang có mặt tại cửa hàng của hệ thống laptop shutterstock. Và ngày hôm nay trước mặt chúng ta là một chiếc laptop cảm ứng lật xoay rất ấn tượng đến từ HP. Xin được giới thiệu HP ElitePook X360-830G6. Chúng ta có thể thấy rằng HP luôn luôn tạo ra những tác phẩm rất đẹp. Đặc biệt là những cái màu bạc như thế này, nó luôn luôn cuốn hút chúng ta, cảm thấy rất là thích khi mà cầm trên tay làm việc, rất là trẻ trung, rất là sang. Phiên bản này là một phiên bản đến từ ElitePook. Xin giải thích thêm tí xíu. HP tạo ra khá nhiều phiên bản. Ở Việt Nam chúng ta gồm có HP thường thường là Pavilion 14, 15 notebook. Nhưng mà ở Mỹ, châu Âu thì người ta thường hay dùng là ElitePook, ProBook, Envy, Spectre. Đó là những phiên bản phần lớn được bán các thị trường lớn. Do cái chất liệu từ mặt ngoài đến mặt trong, loại này là thường thường làm bằng hợp kim, magie, nguyên khối, chứ họ không làm bằng nhựa như các cái dòng Barbie đâu. Nếu chúng ta sờ và chúng ta sẽ nghe nó rất lạnh tai, và cầm nó cũng nghe rất là, nó hơi có cái trọng lượng nặng tí xíu. Cũng có nguyên nhân để tại sao họ làm vậy. Vì dĩ nhiên kim loại nó sẽ làm cho chiếc laptop trông nó đẹp hơn, nhìn nó đẳng cấp hơn rất là nhiều. Đây là chiếc laptop ít khi nào thấy. Đa phần thì ElitePook cũng làm chuyên cho văn phòng nhưng họ không làm cảm ứng nhiều. Thì ở đây thì chiếc laptop này có được trang bị màn hình cảm ứng và có thể ngửa 180 hoặc đặt làm 2 thành 360 như thế này. Người ta có gọi nó là 2 trong 1 là như vậy. Về giá trị, thông thường thì ElitePook là một trong những thương hiệu lớn tầm cỡ thế giới về độ bền. Ở Mỹ thì họ sử dụng rất rất nhiều ElitePook, bởi vì các cái nhân viên họ thích xài cái loại bàn phím cấu trúc của HP. Nó rất là êm tai, rất là mịn và độ khoảng hở rất là rộng. Các cái nút nó vuông, nhìn rất là sang. Nói chung mà nhìn cái laptop chúng ta thấy nó hài hòa, rất là chất. Đây là một option cũng khá là cao, đáng để chúng ta quan tâm. Một form máy vừa trong tầm tay với màn hình là 13,3 inch nhé. Nó không quá to, không quá nhỏ, nhưng mà mang tính chất vừa giải trí, vừa có thể phù hợp cho công việc dễ dàng. Đây là một chiếc laptop Core i7. Nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều trong những ứng dụng dễ dàng. Ngoài ra thì thông thường thì hãng âm thanh mà HP lựa chọn là Bang & Olufsen. Chúng ta thấy cái logo của Bang & Olufsen nằm ở đây, là hãng âm thanh hàng đầu của châu Âu. Để loa nó cũng được tính toán đẹp hơn, làm cho chiếc laptop nó rất là giá trị. Đặc biệt thì đối với dân mà nói chung là có điều kiện khá, khi ta chọn cái mẫu máy này nó firm này trên 20 triệu thì người ta quan tâm đến vấn đề bảo mật cao. Thì ở đây chúng ta thấy rằng có hai lớp bảo mật. Bảo mật phần tay ngay ở cái nút vuông này. Cái thứ hai là bảo mật từ camera. Người ta sẽ có cái công tắc để khóa cái camera, giúp cho chúng ta an toàn tuyệt đối khi mà chúng ta không muốn hack từ camera. Xét về tính năng như thế thì chúng ta nghĩ rằng cũng đâu có gì đâu quá đặc biệt, nhưng nó thật sự rất rất đặc biệt. Ví dụ như nếu chúng ta một ai đó xâm nhập vào máy chúng ta ở một vai trò quản lý, rất là nhiều dữ liệu, hợp đồng, bản lương, bản rất là nhiều yếu tố khác, nguyên một cái dự án mà người khác hack được rất là nguy hiểm. Hoặc là người ta hack cái camera của chúng ta, lỡ vô tình nhiều cái rất là nhiều vấn đề khác nhau. Chính vì vậy các cái hãng hiểu rõ điều đó, họ set up những tính năng này thì nó phù hợp với cái giá tiền của nó. Nó rất là xứng đáng, chứ không phải chỉ là đơn giản là tạo ra cho có như thế thôi. Ngoài ra thì trên Windows chúng ta cũng tạo được một cái account rồi, nghĩa là một account trên số chữ nè, hai account bằng password vân tay và một cái khóa trực tiếp từ camera nữa. Điều này mình nói rằng chúng ta thấy rằng ngày nay sự bảo mật như vậy nó hoàn toàn hợp lý. Rồi chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về chi tiết cái chiếc laptop này. Chúng ta thấy là toàn bộ cái mặt đều là một cái khối rất là sang. Từ phần thân, nút power được đưa vào bên tay trái, và cái đầu tiên là một cái USB, cái chức năng sạc điện thoại luôn, một hệ thống tản nhiệt. Trên và dưới này là điều khiển âm thanh tăng giảm và một cái khe SC card. Cái này hầu như Việt Nam chúng ta hiếm khi dùng. Khi nào mà chúng ta bị hư một chức năng bên trong
gấp quá chúng ta không xử lý được, chúng ta mua cái kẻ AC cho tới ví dụ như cảm thanh, cả màn hình cho nó ghim vào là nó nhận luôn, rất là hay. Về bốt dáng thì chúng ta thấy nó rất là mỏng ha. Bên đây có khá nhiều cổng. Đầu tiên ở đây chúng ta thấy rằng một cái khe micro SD, một cái khóa headphone micro, một hai cổng USB-C, HDMI, thêm một cổng USB nữa, và đây là cái đuôi sạc cho máy. Với cái bản lề là bản lề 360, chúng ta ngửa ra như thế này. Khi chúng ta đang ngồi với khách hàng, cả hai ngồi, nếu mà đang ngồi thế này, nhiều khi người kia ngồi thế này không thấy. Hai người cả hai còn muốn tương tác trên đây, muốn diễn giải trên đây, chúng ta ví dụ như ta đang xem một tấm hình gì đó, mở lên để cùng diễn giải lướt qua lại, thì cái điều này nó sẽ rất là cần thiết lúc thời điểm đó. Bình thường thì chúng ta thấy nó cũng đâu có gì đâu quan trọng, nhưng mà khi thời điểm đó chúng ta cả hai đều cùng đang ngồi trong cái bản đồ, zoom ra zoom vào tất cả các cái rất là hay. Đó là một trong những cái điều thú vị và rất là công nghệ đã được ứng dụng từ những cái smartphone, những cái iPad chuyển đổi qua laptop. Và ngày nay thì với hệ điều hành từ Windows 10 trở lên, chúng ta thấy rằng những cái icon rất là dễ dàng để chúng ta chạm vào, rất là dễ. Chúng ta hãy nói về cấu hình trước. Trước mặt chúng ta là CPU Core i7-8565U 1G8, trong máy là 8 CPU, nghĩa là 4x8 luồng. Trong máy này RAM đang sử dụng là tới 16GB, rất lớn. Với cam màn hình ở đây thì chắc chắn là cam màn hình onboard HD Graphics. Nó sẽ dù rằng cam màn hình onboard, đây là một chiếc laptop thuần cho văn phòng, dân business thôi, nhưng mà tôi đảm bảo rằng nó có thể ứng dụng được rất tốt cho những vấn đề đồ họa 2D. Nghĩa là chúng ta đọc file, bản vẽ, chiếc laptop này không để ngồi vẽ như thế này. Phần lớn là phù hợp với việc Outlook hay là trình chiếu PowerPoint. Bởi vì những dòng cảm ứng này pin cầm rất là lâu, nên chúng ta an tâm. Pin dòng máy này đang là 4 cell, pin cầm rất rất lâu, dao động khoảng tầm từ 5 đến 7 giờ. Với trọng lượng chính xác là khoảng 1.3 kg, thì tôi nghĩ rằng đây là một chiếc laptop dễ dàng mang đi mang lại, rất là hay. Chúng ta thử âm thanh của chiếc laptop và hình ảnh xem nhé. Hình ảnh phải nói rằng nó rất là sống động. Trước mặt chúng ta là màn hình 13.3 inch Full HD với công nghệ màn hình IPS, có nghĩa là chúng công nghệ nhìn nghiêng, vẫn nhìn được 100%. Bright View, LED, Backlit, cảm ứng và màn hình công nghệ là Corning 5. Với độ sáng là 250 nits, 45% NTSC. Tất cả những cái điều trên phải nói rằng là toàn là những cái món rất rất là cao cấp cho một cái màn hình. Tôi rất yêu thích dùng những loại màn hình của Dell và HP, do cái loại ánh sáng của họ tạo ra vô cùng dịu mắt, chúng ta có thể ngồi lâu trên máy cả buổi không sao cả. Âm thanh vang từng tiếng một rất là hay, rất là dịu, vừa phải. Ngày nay thì có hai món công nghệ mà chúng ta thường hay đi kèm theo mình, đó là một chiếc điện thoại và một chiếc máy tính. Có nhiều quan điểm khác nhau khi chúng ta lựa chọn một chiếc iPhone mới ra 30 triệu, 40 triệu mua liền không cần suy nghĩ. Bởi vì chúng ta theo thời để người ta nhận dạng là tôi đang xài một cái món đỉnh. Đối với chúng tôi thì chúng ta cần phải quan tâm hơn đến cái vật cái mà tạo ra tiền. Có nghĩa là chiếc laptop này nó mang lại nhất là công nghệ bảo mật tuyệt đối cho chúng ta là một. Nó đẹp, sang trọng, giúp chúng ta vô tình ngồi trên máy lướt thấy miếng đất đẹp, miếng đất tốt, giá tốt bạn mua. Có nghĩa là chúng ta có gì cái vô tình thấy trên một chiếc laptop nó như vậy, rồi lướt web, rồi chúng ta lại thắng ở một năm sau, hoặc chúng ta có thể tạo ra năng suất làm việc tốt hơn, mang lại cái thuận lợi sau này. Cho nên tôi nghĩ rằng với khoản tiền tầm tập từ 20 đến 25 triệu là khá phù hợp, chứ không phải là số tiền nó quá đắt gì có trong một chiếc laptop công nghệ cao như thế này. Người ta đã tạo ra rất rất nhiều điều tinh tú, rất rất nhiều điều công nghệ cao cho chiếc laptop này. Mà chúng ta nói rằng là chúng ta chê bai hay là bất cứ điều gì đó, tôi nghĩ là điều đó nó
hơi sai. Và đặc biệt là chiếc laptop này đến từ Mỹ, có nghĩa là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về công nghệ. Từ bên trong, mainboard, ổ cứng, RAM, màn hình nó đều khác biệt hoàn toàn và trên một bậc so với các hàng tại thị trường chúng ta. Giá thành rất đắt, dao động trung bình khi các sản phẩm mới ra trong liền dao động từ 35-45, cho nên nó cũng khó bán ở thị trường Việt Nam hơn. Chính vì vậy thì những đợt sale lớn của các hãng thì chúng tôi mới canh chúng ta mua về, giá nó dễ chịu hơn. Nên đây là một chiếc laptop phải nói rằng nó hiệu quả và giá rất là mềm so với những cái giá trị của nó mang lại. Chiếc laptop này có thể phù hợp với các bạn làm văn phòng, sinh viên cũng được. Sinh viên thì hơi cao cấp rồi, nhưng mà đối với những bạn nào cần thiết sử dụng công nghệ cảm ứng thì đây là một trong những cái khá là hiệu quả và giá nó cũng khá là tốt để chúng ta có thêm cái sự lựa chọn cho chúng mình. Với tôi thì nếu như mà các bạn là những phụ huynh thì tôi xin gửi thêm vài lời. Ngày nay thì nền giáo dục mới đã thay đổi rất lớn so với trước đây thời các anh chị học. Trước đây chúng ta chỉ ngồi trên bút sách thôi. Ngày nay các em từ nhỏ đã bước vào công nghệ, đã lên máy tính ngồi từ cấp 1, cấp 2 là tôi đã thấy lớp 1, lớp 2 đã được lên máy tính rồi. Và các em gõ bàn phím rất là hay. Các em được tiếp xúc các cái bản vẽ nhẹ nhẹ từ những cái painting cho đến bắt đầu qua cấp 2. Ngày gần đây tôi thấy rằng các cái cháu được học những cái ứng dụng đồ họa nhẹ. Và tốt hơn từ cấp 3, các anh chị nên đầu tư cho con mình thêm, mua thêm những phần mềm online cũng được, đi học đến trường cũng được. Những ứng dụng vẽ đồ họa nhẹ, ví dụ như là vẽ thời trang, vẽ những cái màu sắc hay là vẽ những cái kiểu từ 2D qua 3D. Ví dụ như đây là một cái mô hình về một cái người lính. Để vẽ được như thế này thì đầu tiên phải có một cái bản vẽ tay, sau đó đưa lên máy tính, rồi từ 2D bắt đầu sử dụng các ứng dụng qua 3D để tạo ra một hình khối. Điều này là gọi là gì? Gọi là ứng dụng đồ họa. Nó cất rất nhiều phần mềm từ AutoCAD, Photoshop, 3D Max, nói chung là khá nhiều phần mềm. Thì khi đến trường thì sẽ được học và biết thêm nhiều hơn. Điều này bổ ích sau này cho các cháu sẽ tạo ra đi làm được mức lương rất cao, tầm 20-30 triệu đó là những, bởi vì họ có chuyên môn chuyên ngành. Thì mà chúng ta đầu tư không bao giờ mất tiền, còn hơn là đầu tư cho cháu những khoản tiền khác cho mua sắm quá đắt tiền và chúng ta lại tính toán nặng nề cho chiếc laptop. Điều này chúng ta đi ngược xu hướng. Tôi khuyên rằng chúng ta nên mạnh dạn đầu tư vào những cái món đi học cho tới bến, thì một ngày nào đó con em chúng ta sẽ thành tài, sẽ vượt trội hơn chúng ta. Tại vì chúng ta đâu có biết cái thời đại ngày nay như thế nào và tương lai như thế nào, thì hãy đầu tư sớm. Tôi chắc chắn khẳng định với các anh chị rằng anh chị sẽ hài lòng hết sức. Một ngày nào đó cháu sẽ thành đạt. Tại chúng tôi thì có khá nhiều kỹ sư đang có mặt tại đây và các cái bộ phận chuyên môn rất trành am hiểu với các phần mềm, sẽ hướng dẫn thêm nếu như các anh chị có điều kiện dẫn cháu đến để cùng xem. Chúng tôi sẽ tư vấn thêm kỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chúng tôi. Luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua tất cả sản phẩm tại shop. Khi mua hàng thì bạn sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi, hỗ trợ trong việc từ khi mua hàng cho đến khi thành thạo trong việc sử dụng, cũng như là hỗ trợ trong việc các cái khâu kỹ thuật. Và sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ các bạn khi cần thiết nhé. Chúng ta có thể đến trực tiếp tại shop theo địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để xem và tham khảo và trải nghiệm các ứng dụng trực tiếp tại nơi này. Chúng ta có thể mua trả góp với lãi suất 0% bằng cách sử dụng thẻ tín dụng. Ngoài ra thì bạn có thể thanh toán bằng thẻ, tất cả các loại thẻ ngân hàng từ Việt Nam cho đến nước ngoài, ví dụ như Visa hay Master. Nếu như các bạn ở xa hơn mà không có điều kiện đến shop được, vẫn có thể mua hàng online khi các bạn đặt hàng tại website chúng tôi, hoặc là gọi qua hotline của chúng tôi, đó là 090 33 44 188, hoặc là 0908 115 124 để được hỗ trợ tốt nhất. Tôi rất mong được gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn có nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Xin cảm ơn.